Từ lâu, người dân và sinh viên làng đại học quận Thủ Đức vẫn thường gọi khu vực hồ đá là hồ ma ám, hồ tù thần, bởi hầu như năm nào cũng có người bỏ mạng tại đây. Lạ một điều, dù đã có rất nhiều lời cảnh báo nguy hiểm, thậm chí cơ quan chức năng còn làm hàng rào chắn xung quanh, nhưng vẫn có rất đông người tìm đến hồ đá để vui chơi giải trí. Và cứ thế, lịch sử hồ đá lại tiếp tục ghi thêm nhiều cái chết bất đắc kỳ tử, khiến người ta đồn đại rằng những oan hồn nơi đây đã quyến dụ người dương gian tìm xuống đáy hồ lạnh lẽo. Hồ đá thuộc địa bàn thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, nằm trong làng đại học quận Thủ Đức, cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh gần 15 cây số. Xưa kia, nơi đây là vùng đất hoang vu, dân cư thưa thớt và là công trường khai thác đá cung cấp cho ngành xây dựng. Đến năm 1993, công ty khai thác đá di rời đi và để lại ba hố sâu hoắm không hề san lấp. Sau vài năm, nước mưa đọng lại cộng với các mạch nước ngầm dè dắt chảy vào đá, biến ba hố sâu trở thành vùng chứa nước ngọt rộng lớn. Do bờ hồ có rất nhiều vách đá cao, xung quanh đá nhô lên lởm chởm nên dân trong vùng quen gọi nơi đây là hồ đá. Trước kia, người dân thường đến hồ đá để lấy nước ngọt về sinh hoạt, nhưng do đã có rất nhiều trường hợp một đi không trở lại, do sẩy chân rơi xuống hồ rồi bỏ mạng giữa dòng nước sâu thẳm, lạnh lẽo, lạ một điều là hầu như ít có ai rơi xuống hồ này mà sống sót nổi. Mặc dù thoạt nhìn hồ đá có vẻ như rất an toàn bởi mặt hồ phẳng lặng như tờ, nước trong vắt, không hề có dòng chảy mạnh hay xoáy nước nguy hiểm, nhưng càng ngày, người chết tại hồ đá lại càng nhiều, khiến người dân trong vùng vô cùng khiếp sợ. Do có quá nhiều vụ tai nạn chết đuối cũng như sự nguy hiểm bí ẩn, sau cái vẻ thơ mộng yên bình của hồ đá đã khiến nhiều người dân nơi đây đồn đại rằng khu vực này là hồ ma ám. Rằng do có quá nhiều người chết oan nên vong hồn không được siêu thoát mà cứ lẩn vẩn bên hồ đá kéo người dương gian xuống nước. Số khác lại cho rằng giữa dòng nước hồ đá có nhiều xoáy nước bí ẩn nên dù người rơi xuống có bơi giỏi đến mấy cũng không thoát nổi rồi đành phải buông xuống làm mồi cho hà bá. Từ đó không ai dám bén mảng đến hồ nước mang lời nguyền từ thần này. Cho đến khi làng đại học Thủ Đức được hình thành, cư dân cũng như sinh viên đổ về đây ngày càng đông đúc hơn, thì hồ đá lại trở thành nơi vui chơi, giải trí nhộn nhịp bậc nhất ở đây. Và tin đồn về lời nguyền từ thần tại hồ đá lại rộ lên, bởi hầu như năm nào cũng có rất nhiều người chết đuối giữa hồ. Nạn nhân đa phần là sinh viên, công nhân sinh sống xung quanh, mỗi buổi tối thường tìm ra hồ đá vui chơi, hóng mát, tâm sự rồi trượt chân té xuống hồ. Không ít trường hợp người chết do nhảy xuống hồ tắm bị đá ngầm va vào đầu, bị chuột rút không bơi được vào bờ, càng rùng mình hơn khi hố tử thần còn là nơi chứng kiến nhiều vụ tự vẫn vì tình của sinh viên, để lại nỗi ám ảnh cho khôn nguôi cho người ở lại. Trong đó, đáng buồn nhất phải kể đến kết cục bi thảm của chàng sinh viên năm cuối trường đại học Nông Lâm. Nam sinh viên này thầm yêu cô gái cùng trường, học sau anh một khóa. Tình yêu càng nồng thắm khi nam sinh viên lấy hết can đảm tỏ tình với người trong mộng và được cô gái e lệ gật đầu. Như những đôi lứa sinh viên tại làng đại học quận Thủ Đức, nam sinh viên cũng hay đưa vào người yêu ra hồ đá để dạo gió, tâm sự. Hồ đá trở thành nơi lưu giấu rất nhiều kỷ niệm yêu đương cũng như bao lời thề nguyện tình tự của đôi trai gái. Nhưng cũng chính hồ đá lại là nơi nam sinh viên kết liễu cuộc đời mình vì một chút nông nổi của kẻ đau tình. Hôm ấy như thường lệ, nam sinh viên cùng người yêu ngồi bên bờ hồ tâm sự, do còn mấy tháng nữa là ra trường nên nam sinh viên ngỏ lời cưới. Cô gái không đồng ý vì cho rằng hai người còn có trẻ, tương lai chưa tới đâu, cưới xin sẽ khiến cuộc sống đau này thêm khó khăn. Do bất đồng quan điểm, đôi tình nhân bắt đầu lời qua tiếng lại với nhau. Cô gái giận dỗi bỏ về, còn nam sinh viên cương quyết ở lại bên bờ hồ. Ngay sau đó, chàng trai đã để lại tư trang cá nhân trên bờ, kể cả những tập vở còn dở dang nét mực rồi lao xuống hồ tự vẫn. Nam sinh viên không phải là trường hợp cá biệt, rất nhiều cô cậu sinh viên tuổi đời còn phơi phới do vô tình hay cố ý đã nằm lại dưới đáy hồ sâu hun hút này. Năm nào cũng có người chết tại hồ đá, có lần người ta vớt được thi thể của bốn cô nông công nhân chết đuối trong tư thế ôm chặt lấy nhau. Bốn cô gái này cuối tuần rủ nhau ra hồ đá chụp hình kỳ yếu, hai cô không may trượt chân rơi xuống hồ, còn hai cô còn lại nhảy xuống tìm cách cứu bạn và cả bốn người bị dòng nước tử thần kia nuốt chửng. Xác định hồ đá là nơi nguy hiểm, cơ quan chức năng đã dựng rào chắn, biển cảnh báo nhưng sinh viên và những người dân cứ đổ về và tai nạn chết người bên hồ tử thần lại xảy ra. Càng nhiều cái chết oan khuất tại hồ đá thì lại càng nhiều tin đồn rùng rợn về hồ tử thần được dựng lên. Vì quá tin vào lời đồn đại, nhiều sinh viên lẫn người dân đã tìm đến bờ hồ bên cầu hôn xin số. Có người còn dám khẳng định đã từng thấy hồn ma bóng quế lẩn khuất nơi này và chỉ chờ trực người dương trần đến gần sẽ quyến dụ hoặc đẩy họ rơi xuống để thế mạng cho người mình.
Sở dĩ, lời đồn nhảm nhí trên hình thành là bởi do người ta có khó giải thích được tại sao có quá nhiều cái chết tại khu vực hồ đá. Trên thực tế, nhiều người dân sống lâu năm tại đây cho biết họ hoàn toàn không tin vào chuyện ma quỷ tại hồ đá. Và cũng không có gì là khó hiểu khi hồ đá lại gây ra quá nhiều cái chết bất đắc kỳ tử đến như vậy. Một người dân ngụ ở phường Bình An, Dĩ An, Bình Dương cho biết chuyện về lời nguyền tử thần cũng là cách để người dân đầy hù dọa con trẻ nhằm ngăn chúng ra đến lại gần hồ đá. Năm nào cũng có trẻ nhỏ chết ở đó nên việc bịa chuyện ra để dọa tụi nhỏ dễ hiểu thôi mà. Theo người dân nơi đây cũng như quan sát của chúng tôi thì quanh bờ hồ có rất nhiều dốc đá lởm chởm, treo leo, mùi đá nhọn hoắt, chỉ cần bất cẩn rất dễ vấp phải hồ đá và rơi xuống lòng hồ. Theo một thợ lặn lâu năm cho biết nếu mà rớt xuống hồ may mắn không kịp đập đầu vào đá thì cũng khó lòng mà sống sót nổi vì nhìn mặt hồ yên vậy thôi chứ nguy hiểm vô cùng. Ông này giải thích nước tại hồ đá quanh năm lạnh do bị bao quanh bởi những bức tường đá nên khi rơi xuống người ta khó có thể thích ứng ngay được với nhiệt độ và dễ dàng bị chuột rút. Vì mặt nước hồ là nước đứng, nghĩa là không có dòng chảy nên người bị chuột rút khó lòng nương theo dòng nước chảy từ từ bơi vào bờ. Nếu không bình tĩnh xử lý, càng vùng vẫy lại càng dễ bị chìm sâu xuống đáy. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho người dân hay bị đồn đại về những xoáy nước bí ẩn, nuốt chửng người ở giữa lòng hồ đá. Hơn nữa, dưới đáy hồ là đá nhọn lởm chởm và vô số các hố lớn, độ nông sâu khác nhau. Nhìn mặt nước yên ả nhưng dưới đáy nước lạnh như đá, trong bán kính chừng 3 mét, mà có nơi nước chỉ đậu đầu gối, ngang hông, còn có chỗ hố sâu đến hơn 20 mét. Bởi vậy, sinh viên cứ tưởng gần bờ là cạn, nhảy xuống tắm, sập hố sâu một cái, hụt chân là chỉ có chết. Do hồ đá có địa thế quá nguy hiểm nên ngoài rào chắn, biển báo, chính quyền địa phương còn tăng cường thêm dân phòng, lực lượng bảo vệ ngày đêm túc trực tại đây. Thế nhưng, tai nạn thương tâm vẫn cứ xảy ra, nguyên nhân chính bởi vì người dân, các em sinh viên quá chủ quan, coi thường tính mạng. Và dù nguyên nhân của những cái chết tại hồ đá đã được lý giải cặn kẽ, những tin đồn lời nguyền tử thần, xoáy nước nuốt người lại còn có sức lan tỏa nhanh hơn, rộng rãi hơn. Điều này khiến cho người dân không tận hưởng được sự nguy hiểm của khu vực hồ đá, cũng như tạo tâm lý tò mò, muốn tìm đến khám phá nơi đây bí ẩn kiểu gì, mà ám ra sao. Vì thế sau bao nhiêu cái chết trước mắt, vì xem thường hồ đá mà vẫn có kẻ liều mạng nhảy xuống tắm, để rồi bỏ mạng vĩnh viễn dưới lòng hồ tử thần.